Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng toàn thể các bạn trở lại kênh Đặng Tín Alo ngày hôm nay. Và trước video thì ngày hôm nay em Đặng Tín Alo tiếp tục cập đến các bạn những chiếc đẩy ETC thì của Mỹ, một dòng đẩy 4 kênh DK1200. Một trong dòng đẩy 4 kênh em đã bán quá nhiều thời gian vừa rồi. Thì trước khi video anh ủng hộ cho Đặng Tín xin một like nhé. Bạn nào chưa like ủng hộ cho một like và đăng ký kênh cho em. Và lô này em về thêm được 10 chiếc thôi, hàng nguyên hộp luôn, 715, hàng thành lý nguyên hộp của ETC. Thì em biết rồi, thương hiệu ETC thì quá nổi tiếng rồi, một thương hiệu đến từ Mỹ. Công suất là 1200 một kênh, 4 kênh nhá. Anh em làm sự kiện kẹo kéo gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Anh em đánh là full a day hoặc súp hơi, em đã bán quá nhiều cho các bác rồi. Anh em về dùng làm sự kiện kẹo kéo quá ổn định luôn. Món là dùng gia đình dòng này thì quá tuyệt vời luôn. 4 kênh 1200W. Và giá em nói luôn là sẽ báo giá cuối video giá rẻ nhất thị trường luôn nhá. Cam kết các bác là mức giá rẻ nhất thị trường luôn. Thì đằng sau chiếc đẩy đây nó có 4 đường nhạc vào này, 4 đường link tín hiệu để xuống các đẩy khác. Đầy đủ chế độ system 3 reo. Đấy. Các đường ra loa bằng giáp vặn và giáp nutric. À, cao cấp, con này chạy bốn quả gió nhá và dây nguồn rất là lớn luôn. Đấy, với công suất 1200W sử dụng dây nguồn rất là lớn. Quá chất lượng cho một con đẩy ETC thiệu Mỹ nhá. Và đây cho bác xem lại rùa gan đây. Và đây cũng xem rùa gan của nó. Rất khủng khiếp luôn. Nguồn đồng đỏ au luôn nhá. Con này nguồn phải trên 20 phân nhá. Con này nguồn 22 phân luôn. Rất là nặng luôn. Đấy, công suất lớn phải sử dụng nguồn như này nhá. Nguồn đồng rất khủng khiếp. Và chạy 16 độ cao. Và dòng này là chạy mạch CNH nhá. Nếu bác nào biết về dòng đẩy CNH, nó là một dòng đẩy rất khỏe, hiệu năng cao và đặc biệt nó rất là bền. Dòng này thì anh em đánh thoải mái bảo hành 1 năm luôn. Và dòng này sử dụng là sò trường là JVK nhá. Anh em lưu ý là sò trường là JVK hết. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16. 16 16 dưới là 32. Tổng này chạy 64 sò chính. 64 sò chính chưa tính bù áp, em nói rõ luôn. Là chạy 64 sò chính chưa tính bù áp, cả bù áp là 80 sò. Đấy, em nói rõ anh em luôn thế nhá. Chạy là 64 sò trường là JVK là sò chính, chưa tính bù áp, cả bù áp là 80 sò. 16 tụ. Anh em nhìn cho em này. Nói chung về dòng đẩy ETC thì anh em biết rồi, nó quá chất lượng, chạy 4 quả gió. Nguồn cực kỳ khủng khiếp luôn. Anh em yên tâm là giá em bán quá ngày hôm nay và có chương trình cực kỳ sốc nhá. Em ngày hôm nay sẽ bán có một chương trình rất sốc cho tất cả bác luôn. Rồi bây giờ sẽ test bác nghe cái chất âm qua lại một lần nữa và sẽ báo giá các bác. Ông nghe qua chất âm này em sẽ test kênh A kênh B đi nhá. Tiếng nó rất sạch luôn và khỏe đây, mới nhích lên là tiếng rất khỏe này. Nghe tiếng nó rất là thoát nhá. ETC của anh cực kỳ hay luôn. Đây, mới nhích lên rồi nhá. Rất mượt luôn. Rất là mượt và em xin báo giá ngày hôm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay em sẽ có chương trình rất sốc luôn. Thì tất cả mua đẩy các bác đều phải cọc đúng không? Cửa hàng là vậy. Nhưng riêng ngày hôm nay theo rất nhiều yêu cầu các bác bảo các bác quá tuổi bác không cọc, thì ngày hôm nay em sẽ chính thức bán 10 chiếc đẩy này. Không cần phải đặt cọc luôn. Có được nhận hàng kiểm tra thanh toán, quá uy tín luôn. Riêng em đã tính văn hàng có biết rồi. Bác là chốt nhắn tin ngay cho em. Chốt đẩy DK1200 nhắn tin cho em giá 5.900.000 đồng ship. Các mua một chiếc đẩy này ngoài thị trường em luôn không dưới 8.500.000 đến 9.000.000. Và với em bán kiểu 5.900.000 để bao ship. Và đặc biệt ngày hôm nay không cần phải cọc cho bác nào có tuổi, không có tài khoản. Bác là chốt nhắn tin ngay cho em. Chốt đẩy DK1200 cho em. Còn em khẳng định các mua ngoài thị trường thì 100% các cửa hàng đều bắt có phải cọc tiền đúng không? Cọc vài trăm nghìn. Nhưng ngày hôm nay em chơi lớn luôn, 10 chiếc này không cần phải đặt cọc nhá. Có được nhận hàng kiểm tra thanh toán thoải mái. Chốt đẩy DK1200 em bao ship luôn. 5.900.000 em bao ship. Bác biết là chuyển một con đẩy này thấp nhất phải trên 300.000 tiền vận chuyển, chưa tính dây rác, em còn bao ship và tặng dây rác luôn. Đã bán với mức giá rẻ nhất rồi còn bao ship tặng dây rác này, anh em biết cái mức giá nó tốt như nào rồi và không cần phải đặt cọc, anh em biết nó uy tín thế nào rồi. Chốt đẩy DK1200 nhắn tin ngay cho em. 5.900.000 em bao ship nhá. Bác là chốt cứ nhắn tin qua thoại là có nhưng chưa đơn quá. Thực sự với cái tầm giá này thì em bao giá sập sàn cho tất cả các luôn. Không ở đâu có giá này các bác nhá. Một con đẩy chạy 64 sò chính chưa tính bù áp, cả bù áp là 80 sò, công suất 1200W, nguồn đồng lớn như này, anh em mua ở đâu được 5.900.000 không? Bảo hành 1 năm luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Đây là một cái thực sự là không một đơn vị nào có giá này và không được đơn vị nào không cần phải cọc như này đâu nhá. Và đây cơ hội rất là lớn cho bác nào mà có tuổi, anh em muốn chơi, các bác muốn chơi đẩy mà không có tài khoản, đây là cơ hội rất lớn luôn. Bác là chốt nhắn tin ngay cho em nhá, chốt đẩy DK1200 nhắn tin qua cho em. 5.900.000. Quá đẹp. Bác nhìn sò trường là JVK. Nguồn đồng quá lớn luôn. Thấy chưa? 16 tụ mạch cần H này. Đấy. Quá chất lượng cho bác nào muốn sở hữu chiếc đẩy này nhá. Bác nào nhanh tay đặt hàng thì liên hệ ngay cho em.
Đấy, anh em nói rồi, em về được có 10 chiếc thôi, không có nhiều. Toàn bộ là sò trường là GVK hết. Quá phê luôn. Đây, từ cái dây này, con này vỉ đen nhá. Đây, vỉ đen này, 16 tụ. Phải nói là những cái đồng, cái nguồn nó mê luôn. Quá chất lượng trong con đẻ vuông kênh. 5.900.000 bao ship và tặng nguyên tắc bảo hành 1 năm. Ok, chưa bắt đầu chốt thì nhanh tay nhắn tin ngay cho em Đạo Tín. Chốt đẩy DK 1200 cho em. 5.900.000 bao ship. Rồi, và chào tất cả các bác nhá.